Tiếp theo là một phóng sự đáng chú ý. Từ một tháng nay, mọi sinh hoạt trong gia đình anh Việt ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn hoàn toàn vì những vụ cháy trong nhà. Các vụ cháy trong nhà anh được phát hiện từ cô con gái 11 tuổi của anh. Cháu bé đã được gia đình đưa đến các cơ sở khoa học, trung tâm y khoa của Việt Nam và quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm lý giải hiện tượng này, nhưng chưa có chuyên gia nào đưa ra được ý kiến giải đáp về vụ việc kỳ lạ do cháu bé gây ra. Hơn một tháng nay, cả gia đình anh Việt sống hoang mang vì những vụ cháy trong căn nhà của mình. Đỉnh điểm là sáng ngày 12 tháng 5, tầng 3 nhà anh cháy. Lúc đó, con gái của anh đang ở nhà. Toàn bộ tầng 3 đã bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân cháy lại một lần nữa được xác định là do con gái anh. Không phải là cháu nghịch đốt, mà cứ có cháu ở đâu thì bất cứ đồ vật gì cũng có thể biến dạng hoặc bốc cháy. Vợ chồng anh đã phải nghỉ làm để trông cháu và phải cho con gái nghỉ học để hạn chế những nguy cơ có thể cho cháu gây ra. Các chuyên gia trung tâm cảm xạ đã kiểm tra cháu và phát hiện trong người cháu có năng lượng đặc biệt. Hiện tượng này có thể là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam mà có thể là cả thế giới cũng có những cái hiện tượng khác nhưng mà nó nhẹ hơn bé, ví dụ như là bé cảm nhận được cái dòng điện nó chạy trong người. Vậy trung tâm cái hiện tượng đó không phải là hiếm, nhưng mà mạnh tới mức mà như bé có thể bộc phát ra ngoài thì rất là hiếm. Lúc đầu là các automat trong nhà liên tục ngắt điện, rồi liên tục cháy các ổ điện, thiết bị điện trong nhà. Các kỹ sư điện đã đến kiểm tra và thông báo nguyên nhân cháy không phải do điện. Thấy các biểu hiện kỳ lạ của con gái, anh đã đưa cháu đi khám tại các trung tâm khoa học, bệnh viện và cuối cùng phát hiện con gái anh có năng lượng đặc biệt, nhưng cháu lại không kiểm soát được năng lượng này. Anh Việt đã phải mua thêm 5 bình cứu hỏa và chỗ nào có con gái thì anh cũng phải trang bị thêm các xô nước để dập các đám cháy bất ngờ xảy ra. Mong muốn rằng là có các cái tổ chức, các cái nhà khoa học họ biết được các tình trạng này, đâu đó trên thế giới có thể nó đã có xảy ra rồi tương tự hoặc giống như thế này, thì họ có thể giúp cho gia đình những cái phương pháp chữa trị hoặc là những cái lời khuyên hữu ích. Hiện gia đình anh Việt đang nhờ bạn bè, người thân trong và ngoài nước gửi các tài liệu về con gái mình tới các cơ quan chức năng và các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hy vọng hiện tượng đặc biệt của con gái anh Việt sẽ sớm được các nhà khoa học trong nước và quốc tế có thể lý giải, giúp cháu ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Bởi dù sao, cháu chỉ mới 11 tuổi. Gracias.